Ta chào tỉnh lại Pomepinong, mời Pomepinong bỏng cắn lên chương trình truyền hình khăm tay còn đài truyền hình Việt Nam. Pinong hát sừng, di chỉ khảo cổ học làng Vạc thuộc thị xã Thái Hóa, tỉnh Nghệ An. Làng Vạc là nưng cùng song khu di tích Đồng Sơn ven xanh, mi chu tàng chân khòn chăn ngăm, ăn nì lò di tích so hình rú lại heo khòn hòn văn hóa Đồng Sơn giúp Việt Nam, chăm xăm hỏi heo đẩy so hình cài hạ tơ so sáo. Làng Vạc cư pin lò chư khòn trung tâm văn hóa Đồng Sơn đáy lồng nhất, rú phùng, sông cả, cắp cài băn nưng sòn hỏi chân khòn. Nhận danh khòn bưng truyền gia khảo cổ, làng Vạc mi thể bé sơn bưng di tích văn hóa Đồng Sơn, mi tiếng rú phùng mét nằm sông Hồng, sơn vinh quang, làng cả. Di chỉ khảo cổ học làng Vạc có đại bộ văn hóa thế thao du lịch, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, mở xếp sàm khăm vườn cầu, vị băn nâng cầu hói, cầu xếp cầu. Từ những dấu chân nguyên té băng khủ cao ké cân hắn hợt khay, có đáng mi ó cùng băng bồi cô ké tàng tánh đỉnh mưng, mi heo nhớ cánh băng tàng trưng, là băng khảo cổ học quý bánh mà làng cáo xuống vùng Bắc Trung Bộ. Về ngôi làng cổ hiếm có ở Bắc Trung Bộ. Nền văn hóa Đông Sơn. Hòn văn hóa Đông Sơn, bòm khắc băng me nằm mi băng cun Đông Sơn kinh rú, cánh minh băng hòn văn hóa chăn ngam rú vùng Đông Nam Á trơ nặn. Sự lan tỏa của nền văn hóa Đông Sơn. Lùng bính khai không hòn văn hóa Đông Sơn, có đầy xó hình té vùng Đông Bắc khòn đèn tin Việt Trung, hót vùng đeo ngang. An nằn chính là khu đầy xó hình rú vùng tỉnh đỉ cơn nắn. Chúng ta đã biết tới hầu cầu hủ hót bưng trung tâm nhớ lùng khổng hơn nước te cháu ăn năn lò Đông Sơn chăn ngam chằm men nằm sông Mã làng cả men nằm sông Hùng cánh vùng men nằm sông cả ven xanh nhất làng Vạc. Làng Vạc lò di tích khảo cổ hót rút nỉ lò bón cô khé mi quân Nguyên Thủy cách nỉ còn sao Ban Pì. Làng Vạc là bón mi lại văn hóa kinh tế chính trị văn hóa Đồng Sơn chú phùng mới nằm sông cả. Di chỉ khảo cổ học làng Vạc thuộc thị xã Thái Hóa tỉnh Nghệ An. Bưng khu té cháu còn nhân hình mi rú nỉ té chấm mê nằm sông cổ. Bưng nhà khảo cổ học có xác hình chú tàng chân dê dần cánh tàng chân đán cáu ké minh hên rình khòm làng Vạc. Những cái công cụ đá cũ đá quậy ghè đẽo ở làng Vạc ấy, thì có cái đặc trưng như này. Trước hết là được chế tác bưng tàng chân cáu ké rú làng Vạc minh hên rình cân mét lo bưng đán rú nhỉ lò đán tái hừng với vùng bí các kỹ thuật dệt cáo ké ha va chăn ngăm khòn chờ quân mơ chậu sơn hẳn có cướp bình vương lông kết thúc năm dệt vương tàng hún chăn ngăm cùng bộ sưu tập đán rú các vùng ấn có mi khủ lá vương khảo cổ học bưng cun nỉ qua hơi hú bưng tàng chân khòn dây sần khòn phủ cún xuống nỉ để dây té đán té còn sao băn tỉ cấn anh nỉ là bưng khùng để xót sáo té hạ chú xo sáo nhớ lùng té bị băn nâng cầu hói chế xếp giảm bưng chú xo sáo có ao làng và cướp bình khu đáng phùng chờ bó sút to đối gắp bưng nhà khảo cổ học cùng mương cánh đỏ mương. Di khảo Lạc Vạc thì có một cái đặc điểm nổi bật của di khảo Lạc Vạc nó khác với các cái điểm di chỉ khảo văn hóa thuộc nền văn hóa. Di chỉ khảo cổ học làng Vạc như khổ lá các bưng di chỉ khảo cổ văn hóa hòn văn hóa Đồng Sơn là băn pin sang khu tranh thí là vùng kiền rú rú hòn quân xóm tính là bón heo hòn bản há quân Nguyên Thủy rút nghỉ cò hủ quỷ hoạch nam dệt chu tàng trưng đẩy dệt té đán té máy làng Vạc là nâng cùng bưng trung tâm văn hóa Đồng Sơn bi tiếng bắc sô to rú Việt Nam nhang rú tên cá phén đình mương lung làng Vạc
Làng vạc bó sút to là làng cấu ké, tê cháu, nhằng là bón mi heo khòng quân hăng mi. Lại chu xa sáng số làng vạc, cò đầy hú họt, cắp hình, trầm xàm hỏi, heo cấu tê cháu, cánh chu tảng chân quy bén. Mì thể va, làng vạc, lò dì tích do hình tay lại heo nhất khòng hòn văn hóa. Tình bếp chu tàng heo gì có mấy nên văn hóa tín ngưỡng khòn quân Việt. Cùng bưng heo mi rú lăng bạc chu tàng chân gốm để so hình lại rú nỉ. Đồ gốm ở di tích làng bạc là chiếm số lượng khá nhiều, hầu như mộ nào cũng có gốm. Tàng chân gốm rú di tích lăng bạc có mấy lại, tình bếp heo đầu có mi. Cánh chu tàng chân gốm để dệt tế cúng tóng. Cánh mít lại nhằm nằm dệt, tàng chân gốm để dệt, lại các kỹ thuật, mít lại khù, cánh mít lại hún, sơn mi bưng, tàng chân cùng bụng kiến thế xú khoảng trở quân nhằm nằm. Tới lúc hù dệt, lên dệt ngay, bò mẹ chưa nằn có hù dệt, ó bưng tàng khảo bánh, cánh tẹp ban hót bưng kham trên lăng, sơn lăng liều, lò hó bánh, khảo tùm, cánh mi lại tàng chân gốm, rú lăng vạc trông hong kham trên, nừng lánh cảnh ngay. Bưng khiển cứu khảo cổ có vào khẩn phùng tìn chăn ngăn mi tê sáo dòng ban hà hói bị cớn lò càng on kinh rú khòng quân Việt mơ chào cắp hòn văn hóa mà pe dùng bọn mẹ cầu hún nung ngam phải vào khẩn hún bưng tháo xỉn sờ khòng phù nhính sơn bắc khèn chó hù té tóng cánh đầy dép té đán mọi hún tổ tành có tô hờ háo văng mời khám chân lá cằn bị bồng kiến đây xú khoảng bọc phú háo té cháo hột cày ha va nhang so hiền là tàng chân chân nam hờn rú làng vạc. Làng vạc có mi khù chành thi mớ lò đầy hơn nước xếp lo bảo vật cốt già khai nghỉ tàng chân xin nhé lò cắn tròn tông đẩy xù dúng cùng bờ kình cùng khổng quân Việt thứ dòng lò làng vạc mi bưng mít để dết té gốm chân ngam vào gần lang mơ chậu lim đón bé tin tụt chẳng sớm hẳn có mít lại hún chân ngam có cuốn hâu hù đẩy rú lang vạc mít lại tàng trưng chân ngam cắp lại hún vào gần hở ngang mỹ thuật chân ngam cánh mi thể mà pe bắt số to rú phùng đồng nam á trăng mỹ tức là đấy là một cái cảnh mỹ thuật mà có lẽ độc đáo và rất là phóng khoáng không mấy nơi ở đông nam á đã có đặc trưng văn hóa làng vạc hòn văn hóa làng vạc có văn vào khẩn văn hóa văn mình cấu té nhằm thu hùng vườn, bó sức to rú phùng mê nằm sông hồng sông má, nhằm mi rú phùng sông làm. Phòng cắp bông kín đất rú, kinh tế mạ pe, quân dân rú làng vác vỏ rình cánh quân dân đồng sơn vào trùng, mi bông kín đất rú chân rừng. Khuôn năn có mi thể vào khẩn, cài hút ảnh khẳng phù hún cùng nhằm nằn rú cúng tón làng vác. Nó bú khẩu hát mạ pe, quân dân té cháu, có hù tành hố, hù xét hợp bè cánh kỹ thuật xét ó tông chăn đi.
bưng khẳng cúng tón lọc hù tranh nam hờ hòn văn hóa đồng sơn bòm các bưng tàng chân dết cúng tón có đầy sau hình rú xì trì làng vạc tình mết co vào khẩn bông kiến đây rú bàn ná trơn lằn bòm nằn trôi dở hau hù chèng bưng hù lịch sử khoảng trở quân mở khỏi co áo bưng máu lim lè do sáo ó bón khòm làng vạc ăn hẳn lò thế kỷ thứ nhất cấn cầm nguyên là bón mi hơn hán khò má lăng nằn xíp lại bì bưng bón ní là bón kinh rú cải chỉ khổng hơn hán hai ba hơn hán cỏ báu ta ma đẩy khu nằn vào gần lò chơ hơn hán bài bày có mi quân Việt rú nỉ mi văn hóa khổng quân Hán chu xâm lược khổng hơn Hán có báu xét rút hối khổng nét văn hóa khổng quân Việt lông hèn khổng văn hóa vết nhăng lưng đầy bảy chữ mà pe nhờ nàn hao mi hòn văn hóa đồng sơn chân ngam ngày bưng bờn hơn Hán lim le cài quản mương hậu chào khổng làng vác vào rình chào hơn nước nhằm văn làng ẩu lạc vào trùng có mi lông bản bánh văn hóa lơ tròn các trở quân giá chậm về cư bình trở quân Việt Nam mê hèn cánh mi lại nên văn hóa tình bếp chu tàng khu mà lông thảm hốc số nghe an vào trùng cánh làng vác vào rình có mi khắc nghề nhã lùng cùng với so sáo mà pe khoảng phủ quân rú vùng Đông Nam Á, cánh rú châu Á, mà pe khoảng trở quân Việt Nam. Bòm cắp làng cả Đồng Sơn, cánh lại di trì thuốc văn hóa Đồng Sơn ấn du tính cá bường Bắc Mương Hậu. Di trì khảo cổ hóc làng vạc có trôi giờ hau so hủ tấm mà cúc bài trở quân, lông hủ cùng bồi cúc khẽ khòng bảo bú. Chờ hao lim le té chu tàng chân dê dần cóc ké hót bưng chân cơ đầy khù nghệ thuật trăng dần xôm hao có muôn mừng mà trở quân Việt là trở quân chắc mắn dệt dần cánh mặc luôn ỉn hăn trở quân mi hàng hỏi hàng băn khủ cắt khó xa cha hà pha cô hén hơn khẩn cánh là trở quân trở khổ khúng hà pha nhằng mặc môn khủ chân nam khỏi nghệ thuật mì thể pha làng vạc chính là lâu tăng cơ bình trở quân Việt Nam.